nay thì tôi có nhận được một cái câu hỏi của một bạn để lại ở trên kênh YouTube của tôi. Đó là: anh ơi, giúp em với ạ. Phần Object trong menu bar phiên bản Corel 2021 bị mất, làm cách nào để bật lại? Đấy. Thế thì chúng ta trong video này thì chúng ta sẽ hỗ trợ bạn ấy để có thể là bật lại được cái thành phần đã bị mất ở trong menu bar. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đề cập tới cái lý do là tại sao các bạn ấy lại hay bị mất những cái thành phần như thế, trong khi một số người khác thì không bao giờ bị. Đây, câu hỏi của bạn ấy thì nó liên quan tới cái menu. Đây, thành menu của chúng ta đây. Thế còn là cái thành phần mà các bạn ấy bị mất thì là menu object. Một trong các cái lý do mà các bạn hay bị mất các thành phần nọ hay thành phần kia, đó là cái thao tác chuột phải ở trong Corel. Khi mà các bạn chuột phải vào một cái gì đó để các bạn tìm menu ngữ cảnh, thì đối với menu bar này thì nó có một cái phần gọi là custom. Ở đây thì chắc chắn rằng là các bạn ấy bấm vào phần custom và các bạn chọn vào cái phần menu item này. Thì với menu item này nó sẽ có một cái nút gọi là nút lệnh delete ở đây. Thế thì trong cái quá trình mà tìm kiếm hay là khám phá về Corel thì chắc chắn rằng là vì một lý do ngoài mong muốn ở đó thì bạn ấy đã thử nghiệm và bạn ấy bấm phải cái này. Đây, chúng ta sẽ diễn lại nha. Chuột phải này và menu object này, chọn customize này, chọn phần thứ hai là menu item này và bạn ấy bấm vào cái nút lệnh delete. Đến đây thì các bạn nhìn thấy là cái phần object là biến mất ở trong thành menu bar. Thế còn bây giờ, đây là cách để các bạn có thể khôi phục các cái thành phần về nguyên bản nha. Các bạn là bấm vào một cái thành phần là trống bất kỳ thôi nhé. Thực ra thì các bạn có thể bấm vào bất kỳ cái nào cũng được, vào đây cũng được, vào thành phần trống cũng được nhé. Và các bạn bấm vào phần customize, thay vì vào cái phần menu item này thì các bạn trỏ xuống thêm một cấp nữa vào phần menu bar và một cái lệnh hết sức đơn giản, đó là lệnh reset to default. Các bạn bấm vào đây. Sẽ có một cái phần câu hỏi được hiện ra rằng là bạn có chấp nhận là reset lại về nguyên bản hay không, thì các bạn yes thôi. Chờ đợi một cái thời gian ngắn, một vài giây, và Corel của chúng ta nó sẽ được reset trở lại về nguyên bản. Và đây, đây là kết quả. Menu Object lại hiện ra, lại đầy đủ như lúc ban đầu. Và hy vọng rằng là với cái video hướng dẫn này thì khi các bạn thao tác ngoài ý muốn và làm mất mất một số các thành phần ở đó thì các bạn cũng có thể là tự mình đưa cái phần mềm của mình về nguyên bản giống như ban đầu lúc vừa mới cài đặt.